từ những bãi biển đẹp hút hồn cho tới những công việc mới florida hiện tại như bây giờ rất là đông người tới thu hút nhiều người từ tiểu bang khác tới đây nhiều hơn tất cả những tiểu bang ở trên hoa kỳ đối với cô thì florida như thế nào mà cô tính tới đây đó là cuộc sống rất là khá và rộng rãi nhiệt độ được ấm chúng tôi đây nhìn nhiều tiểu bang khác nhau nhưng mà tôi thấy mẹ mì đáp ứng được hết tất cả những cái đó mà chúng tôi muốn cô Sonia và người chồng của cổ, cả luôn người con dọn từ New Jersey tới tiểu bang Florida. Sáu tháng trước, thêm một cái ưu điểm nữa, đó là Florida tiền thế được thấp. Đó là một cái mà chúng tôi để ý tới rất là nhiều. Hồi năm rồi, Florida có hơn 315.000 người dân dọn từ tiểu bang khác tới. 2% số người tăng lên ở bên Florida trong vòng một năm. Còn cái tiểu bang đứng thứ nhì thu hút đông người dọn tới đó ở Texas có hơn 230.000 người dọn tới từ tiểu bang khác. Chỗ mà người ta rời khỏi rất là nhiều, đó là California. Có hơn 340.000 người dân sống bên đó đã rời khỏi. Hồi năm rồi, New York thì mất đi khoảng chừng 300.000 người đã rời khỏi. Tạo dựng ra một cái cộng đồng mới, đó không phải dễ dàng ở bên Florida. Không giống như ở New York. Đây là cô Perez và gia đình của cổ. Họ sống bên New York, rồi hai năm vừa qua họ đã dọn qua bên đây. Tôi đây có một nhóm người bạn, kêu là Transplant chuyên môn đổi chỗ khác. Đó là tại vì tất cả chúng tôi dọn từ New York qua bên Florida. Lý do tại sao mà cô dọn tới đây? Tôi muốn là có thể lái xe chở con tôi đi tới những các hạt chơi, beach, đi tới bãi biển, chở con tôi đi tới sở thú, mẹ mì. Florida lấy đi cái bắt buộc của đại dịch, trả lời bình thường sớm hơn tất cả tiểu bang khác. Đó cũng là lý do mà cô ta dọn tới Florida. Nếu mà không có đại dịch xảy ra, thì tôi vẫn còn sống ở bên New York. Trải nghiệm qua về cái chuyện đại dịch ở bên New York thì nó khác hoàn toàn, có phải không? Khác với ở Florida, có phải không? Cô ta nói đúng rồi, rất là khác nhau. Đại dịch xảy ra làm cho thay đổi rất là nhiều ở trên Hoa Kỳ. Dữ liệu điều tra dân số cho thấy cuộc di cư từ một số khu vực đô thị lớn đã chậm lại. Giống như nằm ở bên Manhattan, New York. Trong lúc này, một số người dân đang trở lại. Florida dân số tới càng đông thì cũng phải trả một cái giá. Chúng tôi coi về nhà cửa đây thì cái giá người ta rất là cao. Giá nhà trên toàn quốc đang giảm. Nhưng mà bên Florida cạnh tranh mua nhà thì rất là nhiều giá nhà trong lúc này đang tăng lên. Có nhiều người không có thể nào đấu giá được mua nhà. Whitney Anh Whitney bán nhà ở bên Florida. Giống như chỗ tôi sống ở Florida, chỗ đó thì những người ở đó không có thể nào mua nhà được nữa với tỷ ai bán nhà thì nói trong lúc này giúp đỡ họ rất là nhiều ở bên Florida. Tại vì giá nhà của mọi người đang tăng lên gần cấp đôi. Vợ chồng của cô sâu nhà hiện tại vẫn còn mướn nhà. Đó là cái giá mà họ chấp nhận họ chịu trả ở đây có phải rất là khó để kiếm nhà phải không đúng rồi mọi người có gặp những cái người mà giống như mọi người hay không những người nằm về hướng đông bắc đó đi tới bên florida sống trả lời yes rất là nhiều người khi chúng tôi đi bộ như vậy chúng tôi gặp người thứ ba thì đa số là những người như vậy người ta mới dọn từ hướng bắc tới đây